Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn cũng có những câu chuyện và muốn được chia sẻ trong các video như thế này thì các bạn hãy lên Google gõ toanhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình và các bạn để lại câu chuyện của mình ở phần Messenger nhé. Hàng tuần sẽ có những video may mắn được tư vấn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn có chia sẻ như thế này: chào Toàn, tôi đã tìm hiểu và nghe về những kinh nghiệm, những lời khuyên, những lời chỉ dạy cho chị em phụ nữ. Chúng tôi nên làm gì và cần làm gì, thực sự rất quý giá, đúng, chính xác, rất hay. Tôi từ lâu chỉ là một người phụ nữ an phận, không biết gì về cuộc sống bên ngoài, mà mình cần học hỏi, kinh nghiệm, những kiến thức cuộc sống. Đến hôm nay khi tôi là người phụ nữ thất bại về hôn nhân gia đình, tôi mới tìm hiểu và nghe trang Toàn Nguyễn Hạnh Phúc thì đã rồi. Trong một cuộc hôn nhân nhưng cũng là còn kịp, tôi nhận ra là từ trước tới giờ mình sống gì, cái gì và mình nhận được cái gì từ cuộc hôn nhân này, người chồng này. Hôm nay tôi xin Toàn Nguyễn cho tôi tâm sự và cho tôi một lời khuyên, một lời dạy để tôi có thể giữ vững lòng kiên định của tôi và có những câu nói hay, văn hóa để người nghe thấm mà ghi nhớ và cho tôi có được kiến thức học hỏi, trau dồi bản thân mình cho sau này. Tôi là Phượng, quê ở Vĩnh Long. Tôi lấy chồng năm 27 tuổi và năm nay tôi 46 tuổi. Tôi với chồng có hai con, một gái một trai. Con gái lớn 25 tuổi, chưa có gia đình. Con trai 20 tuổi, đang học đại học năm 2. Tôi là người phụ nữ rất yêu chồng, thương con, không hề lo cho bản thân, chỉ nghĩ cho chồng con. Anh ấy là người ích kỷ, gia trưởng, luôn tự cao, tự đại, cho rằng tôi là vợ, phải phục tùng, phụng sự anh ấy. Còn để tôi một mình lo toan mọi việc, coi đây là trách nhiệm, bổn phận tôi phải làm. Anh ăn chơi, gái gú, bồ nhí rất nhiều. Tôi nhiều lần tha thứ và bỏ qua, nhưng đến lần gần đây, anh ấy lại quen chính con bạn thân của tôi. Hai người quen nhau lén lút. Tôi đã cảnh báo gần xa rất nhiều lần, vì lúc đó tôi biết chỉ nghi mà chưa có bằng chứng. Đến một ngày tôi thấy mối quan hệ của hai người càng ngày càng thêm lộ rõ. Tôi đã lên mạng mua con chip định vị và ghi âm theo dõi chồng. Và sự thật y như tôi nghi ngờ, hai người mỗi ngày đều gặp nhau, quan hệ như vợ chồng. Và hơn thế nữa, người chồng này nói về tôi với nhân tình, với những lời cay độc mà tôi không hề nghĩ là anh nói về tôi như vậy. Tôi đã đến tận nơi nhà trọ hai người hẹn hò và lặng lẽ ra về với suy nghĩ có nên nói hay bắt quả tang. Tôi nghĩ còn thương chồng, giữ hạnh phúc gia đình mình thì không làm lớn chuyện, nên tôi nói gần nói xa, khuyên anh. Nhưng anh một mực nói không có. Đến một ngày tôi đã chịu đựng không nổi, tôi nói cho anh em, cha mẹ mình biết để cho tôi lời khuyên nên làm gì. Gia đình tôi nói tôi xác định cho thật kỹ, muốn bắt quả tang thì dễ, nhưng làm chi không xứng đáng rồi lại làm tổn thương hai con của mình. Không hay ho gì nếu tôi đã quyết định từ bỏ người chồng này, thì ra đi êm đẹp. Và tôi đã quyết định một ngày tôi nói với con trai tôi sự thật, đưa ra bằng chứng ghi âm, chụp hình, tin nhắn cho con tôi nghe và nói với chồng từ đây tôi và anh chấm dứt mối quan hệ này và ra về bên nhà mẹ. Đến hôm nay chồng tôi bắt đầu hối lỗi, xin tha thứ và muốn quay về, nhưng tôi đã không chung sống với người không xứng đáng này, chỉ đem lại đau khổ cho tôi. Chồng tôi muốn nói chuyện với tôi một lần dứt khoát mà tôi nói nhiều lần rồi, cho nên Toàn Nguyễn cho tôi một lời khuyên hay nói một lời nào đó để chồng tôi hiểu rằng tôi đã quyết định không chung sống, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này và xin cho tôi một lời mà tôi muốn nghe, vừa để học hỏi và vừa có kinh nghiệm cho bản thân sau này. Xin cảm ơn Toàn Nguyễn. Cho Toàn được gọi chị là chị bởi vì chị hơn tuổi em nhá, để xưng hô cho dễ. Thì Toàn nghĩ rằng sau khi nghe được cái câu chuyện của chị thì có rất là nhiều người cũng sẽ học được bài học cho chính mình, đúng không? Trong nhiều năm qua chị đã làm sai, để rồi đến cuối cùng chị có một hành động dứt khoát, thì cái người đàn ông này mới hối lỗi và mới xin cơ hội, đúng không? Chứ còn nếu như chị vẫn ứng xử như suốt bao năm qua, vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng, thì có lẽ sẽ không có cái ngày mà anh ta biết hối lỗi, biết có lỗi với chị và xin lỗi chị đâu, đúng không? Cái ứng xử của chị như những nhiều năm qua có rất nhiều người phụ nữ đã mắc phải, vì họ đơn thuần họ nghĩ rằng mình cứ nhịn, mình cố giữ cho gia đình thì mình giữ được cái gia đình đó. Nhưng thực sự chính cái sự chấp nhận
phản bội của rất là nhiều người phụ nữ đã nuông chiều cho đàn ông một cái tính là nghĩ rằng đàn ông phản bội là chuyện bình thường. Dẫn đến là hiện nay là xã hội có rất là nhiều người, người ta còn khẳng định luôn là trên đời này không có đàn ông chung thủy. Cũng chỉ bởi có những người phụ nữ khi bước vào hôn nhân chấp nhận cái sự ngoại tình trong tình yêu. Cho nên em biết là cái tiếng nói của em không có lớn, không có được nhiều, nhưng mà hy vọng rằng nó truyền đạt được càng nhiều thì càng tốt, để mọi người biết rằng có những cái thế giới tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn nó đang chờ đợi mình, chứ không phải là cứ phải nhẫn nhịn. Hành động của chị là đúng đắn, vì ít nhất là chị cho người ta thấy rằng chị không chấp nhận cái sự phản bội trong hôn nhân. Điều mà rất nhiều những người phụ nữ khác không làm được. Đó là lý do mà rất nhiều những người phụ nữ khác vẫn phải chấp nhận. Và rồi người đàn ông càng ngày càng coi thường mình hơn, họ không có lý do để họ chung thủy với mình. Hành động đó là hành động rất đúng và chính xác và cần phải làm, ít nhất cho người ta biết rằng mình có giá trị của mình, mình có tiêu chuẩn của mình, mình cũng là một con người có tự trọng, chứ không phải là để đàn ông muốn đối xử với mình thế nào cũng được. Câu chuyện của chị còn cho người khác rất là nhiều những kinh nghiệm nữa. Và em cũng muốn nói rằng không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện công an với cảnh sát. Với chị nghĩ đi, nếu mà không có pháp luật, con người ta sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, ví dụ giết người, đúng không? Người ta tức lên là người ta giết, người ta chẳng cần phải nghĩ gì cả. Nhưng tại vì có pháp luật ở đấy, nên trước khi giết người ta phải nghĩ, phải cân nhắc, giết người phải đền mạng, hay ít nhất phải ngồi tù. Người ta sợ mà người ta biết gìn giữ bản thân để không có giết ai hết, đúng không? Thì trong hôn nhân, cái việc ngoại tình nó cũng như thế. Nếu như chị đóng vai trò giống như là một người công an cảnh sát ấy, để mình biết rằng nếu cái người này phạm tội thì sẽ bị trừng trị. Trừng trị ở đây không phải đi tù, mà trừng trị ở đây tức là người ta sẽ không còn có mình là người vợ của anh ta nữa. Thì ít nhất người ta phải dè chừng, người ta biết là nếu mình phản bội thì mình sẽ mất vợ, thì người ta sẽ biết gìn giữ bản thân. Bây giờ điều chị đã làm rất là đúng, nó đã đưa đến một kết quả là anh ta hối lỗi. Anh ta biết rằng lần đầu tiên trong đời người vợ mình đã chạm đến giới hạn của vợ của mình, và cô không chịu được, cô ấy rời bỏ mình, đúng không? Hối lỗi, xin lỗi, đúng không? Thì bây giờ ấy, cái điều quan trọng bây giờ chị muốn em cho chị một cái lời khuyên để chị nói với anh ta như thế nào, đúng không? Vậy thì bây giờ em nghĩ là chị nên nói với anh ấy như này: hãy văn minh với anh ấy, mình không cần phải chia tay xong rồi đau khổ, xong rồi chửi người ta, xong rồi hận thù người ta thì không. Chị hãy coi cái việc kết thúc với người đàn ông này như một sự giải thoát cho chính mình, và cảm ơn, tạ ơn trời đất là sau bao nhiêu những tháng năm chịu đựng, bây giờ mình có sự tự do của mình rồi. Thì bây giờ chị đã nói với anh ấy như này: anh ạ, chúng ta đã chia tay với nhau vì chúng ta không hợp trong cách sống, nhưng chúng ta vẫn là bố mẹ của các con, nên em vẫn muốn rằng giữa chúng ta có được cái sự văn minh trong cách ứng xử để mà vì con cái. Chứ còn em nói thật với anh là trong suốt bao nhiêu năm qua em nhẫn nhịn, em chịu đựng, nhưng em không hề hạnh phúc. Bởi vì cái việc mà anh ngoại tình nó không phải là lần đầu tiên nữa rồi, quá nhiều lần rồi. Nếu bây giờ phải bắt em chịu đựng cái cuộc sống là chung đụng đàn ông với thiên hạ, thì tại sao em phải bó buộc cuộc đời mình với một cái người đàn ông để mà làm hết những trách nhiệm làm vợ, sau đó không có quyền lợi được chung thủy của một người làm vợ? Nếu mà chấp nhận dùng chung đàn ông với thiên hạ thì tội gì em phải bó buộc cuộc đời mình vào anh, đúng không nào? Em nói như vậy để anh hiểu rằng bất kỳ một người phụ nữ nào cũng có giới hạn của họ, họ cũng biết giá trị của mình. Nhưng anh đã chạm vào giới hạn đó rồi, giữa chúng ta không có cơ hội để quay lại với nhau nữa, nên chúng ta chỉ có văn minh ứng xử để dành cho con những cái điều tốt đẹp nhất thôi. Anh hãy sống cuộc đời của anh. Anh níu kéo em để làm gì, trong khi anh vẫn sẽ tiếp tục ngoại tình cơ mà, không với cô này thì với cô khác, đúng không? Thế thì anh cứ đi tìm những cái mối mới của anh đi, chứ anh níu kéo em để làm cái gì, có ích lợi gì đâu. Em còn phải bắt đầu cuộc sống của em, và sau này nếu có thể em sẽ có người đàn ông của em để người ta làm cho em hạnh phúc, đúng không nào? Cho nên bây giờ ấy, hãy văn minh, đừng níu kéo nữa vì không có tác dụng gì cả. Em đã đau quá đủ rồi, nên bây giờ chúng ta hãy kết thúc nhá. Em sẽ chỉ nói chuyện với anh về cái vấn đề là con cái thôi, chứ còn em sẽ không nói chuyện về mặt tình cảm nữa, vì em hết tình cảm với anh rồi. Không có tình yêu với một người phản bội, cho nên em mong rằng anh cũng sẽ văn minh và đối xử với em, để chúng ta không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau và vẫn văn minh vì con cái. Rồi chị kiên quyết không tha thứ cho người đàn ông này, bắt đầu cuộc sống của mình đi, thì thà mình sống một mình còn hơn. Chị ạ, còn biết đâu khi mà chị rời bỏ một người đàn ông tồi tệ, sau này chị nâng cấp bản thân, có những cái tư tưởng tiến bộ hiện đại, hạnh phúc, chị sẽ thu hút về mình một người đàn ông thực sự cho chị hạnh phúc. Chứ không việc gì phải tiếp nối những cái tháng ngày vì mấy chục năm qua chị sống trong đau khổ, sống trong dằn vặt,
nó cũng đã quá đủ rồi. Bây giờ mình tiếp tục cái cuộc sống như thế thì có ích lợi gì đâu, đúng không? Cho nên là quãng thời gian tương lai có thể tạm thời mình chưa có một người đàn ông, thì đôi khi mình sẽ có cái sự hụt hẫng, có cái sự cô đơn ở đấy. Nhưng chị hãy nhớ rằng nếu như mình quay lại với người đàn ông này, tiếp tục bị giày vò bởi một người đàn ông phản bội, mình sẽ chẳng có hạnh phúc đâu. Giang sơn dễ đổi bản thành tính khó rời. Người đàn ông này đơn thuần người ta xin lỗi chị không phải vì người ta thực sự thấy người ta sai, người ta thực sự hối hận vì người ta phản bội, mà đơn giản người ta muốn giữ chị trong đời để có một người lo cơm áo gạo tiền cho anh ta, lo cơm nước nhà cửa cho anh ta, đúng không? Để anh ta vẫn có một người vợ phục vụ anh ta những cái nhu cầu mà anh ta cần đó, chứ không phải là vì anh ta thực sự nhận ra cái việc là anh ta làm sai đấy là một cái điều không thể chấp nhận được. Nếu như người đàn ông này ít nhất là anh ta nhận ra cái đó là sai, anh ta không thể chấp nhận được con người trong quá khứ của bản thân, thì ít nhất nếu mà như vậy và nếu chị còn tình cảm thì còn có thể có một cái manh muốn lý do để mình tha thứ. Nhưng cái người đàn ông này đánh giá không phải là vì anh ta hối hận về hành vi anh ta đã làm, mà anh ta chỉ xin lỗi vì anh ta muốn giữ chị thôi, chứ không phải là xin lỗi vì anh ta nhận ra cái vấn đề anh ta làm nó là lỗi lầm rất lớn đó. Cho nên là em nghĩ rằng cái việc không tha thứ là đúng đắn, mà chị đã vượt qua được rồi thì hãy vượt qua tiếp. Em không khuyến khích cái tình huống này, nhưng nếu thực sự là chị còn yêu anh ta và chị cần anh ta quá nhá, thì cũng không bao giờ được tha thứ dễ dàng cả đó. Và chỉ đảm bảo rằng anh ta có thể trong suốt cuộc đời này, từ nay về sau anh ta không phản bội nữa thì mới nên tha thứ thôi. Chứ còn không đảm bảo được điều đấy thì không bao giờ nên tha thứ cho người đàn ông này. Và hãy nói với người đàn ông đấy như cái cách mà lúc nãy em nói với chị, để anh ta biết rằng giữa anh ta và chị không có cái cơ hội nào nữa. Để anh ta muốn đi tìm ai thì tìm đi. Bây giờ mình phải thoát được cái kiểu đàn ông như vậy là mình phải chúc mừng mình. Chị ạ, coi như là kiếp trước mình nợ anh ta thì bây giờ mình trả hết rồi. Bây giờ mình được giải thoát rồi, mình hết nợ rồi. Thì mình chúc mừng cho cuộc đời mình và bắt đầu cuộc sống mới với một người mà mình thực sự yêu thương. Sau này mình có gặp được một người đàn ông tốt mà yêu thương mình thì mình mở lòng. Còn nếu không thì mình vẫn sống vui vẻ. Đừng để cho những cái suy nghĩ cổ hủ lạc hậu của những người từ thế hệ trước nghĩ nói rằng người phụ nữ nhất định phải có đàn ông mới hạnh phúc nhá. Đàn phụ nữ, rất nhiều những người phụ nữ không có đàn ông còn hạnh phúc hơn cơ nhá. Đương nhiên nói ở đây không có nghĩa là em khuyến khích mọi người đừng kết hôn hay đừng có đàn ông, không. Mình vẫn có nếu mình hạnh phúc. Nhưng nếu mình có mà mình không hạnh phúc thì cũng chẳng có để làm cái gì cả. Thì thà không có còn hơn, đúng không chị? Cho nên em hy vọng rằng chị đã mạnh mẽ đến ngày hôm nay để khác biệt so với rất nhiều những người phụ nữ dám đứng lên để bảo vệ những cái điều đúng đắn, để bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Thì em nghĩ rằng là chị hãy tiếp tục kiên định cái con đường đấy để mình tiếp tục sẽ có hạnh phúc chị nhá. Ít nhất là cái quãng đời tiếp theo mình chưa biết là có người đàn ông cho mình hạnh phúc hay chưa, nhưng bây giờ mình sống một mình chăm sóc cho con cái, mình đã rảnh nợ rồi, mình đã không phải cân nhắc xem người đàn ông này có ngoại tình hay không. Anh ta ngoại tình nên việc của anh ta chẳng quan tâm, mình không quan tâm nữa, và anh ta cũng chẳng có cơ hội để động chạm vào mình nữa. Vì động chạm người khác xong động chạm mình cảm thấy ghê tởm, mình cảm thấy bẩn thỉu, mình không làm được cái hành động đấy. Thì một con người cao sang như chị, đúng không, về mặt tinh thần như thế, không thể nào mà chấp nhận một con người tầm thường và dung tục được. Cho nên là hãy kiên định với con đường của mình, tiếp tục cái con đường đó và dành hạnh phúc cho mình. Dù cuộc đời của chúng ta còn lại là 60 năm hay là 50 năm hay là 1 năm, 2 năm, chúng ta cũng phải sống những quãng đời còn lại với những cảm xúc thanh thản nhất, hạnh phúc nhất và đáng nhất. Chứ không bao giờ phải sống vì người khác, vì lời dị nghị của thiên hạ, hay là phải chấp nhận để cuộc đời mình sẽ tiếp tục đau khổ nhá. Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc. Hạnh phúc thì chúng ta tiếp tục, mà nếu không hạnh phúc chúng ta không việc gì mà phải hành hạ bản thân mình hết. Ai đó có thể đối xử tệ với chị để đem đến những điều tồi tệ trong cuộc sống của chị, nhưng chị có quyền lựa chọn không cho phép họ tiếp tục làm thế với chị nữa, và chị làm chủ hạnh phúc của mình. Em hy vọng rằng chị sẽ kiên định để ít nhất trong cuộc đời mình không có đàn ông thì thôi, mình sống tốt, nhưng đã có đàn ông là có một người đàn ông chung thủy và biết yêu chị, thương chị, chứ không phải là sống lang trạ nữa chị nhá. Và mình khuyến khích tất cả các bạn nên tham gia một khóa học có tên là Kỹ năng hôn nhân hạnh phúc, dành cho tất cả những bạn có ý định kết hôn và đang ở trong một cuộc hôn nhân. Muốn có hạnh phúc bền vững thì chúng ta sẽ phải tham gia khóa học này để trang bị những kiến thức cho mình, ứng xử đúng đắn và không bao giờ khiến cho hôn nhân hay người đàn ông, người phụ nữ của mình làm cho mình đau khổ. Đó là hành trình để các bạn đi đến hạnh phúc. Để tham gia thì các bạn hãy lên Google gõ toanluyenhạnhphuc.vn, kéo xuống có khóa học kỹ năng hôn nhân hạnh phúc. Tham gia ngay và luôn nhé. Tham gia sớm, hạnh phúc sớm. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để liên hệ với mình thì các bạn đừng quên là
có hai cách để các bạn liên hệ với mình. Đầu tiên là các bạn hãy lên Google, các bạn gõ toanguyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang web đó. Trong cái trang web đó thì sẽ có phần Messenger, thì các bạn sẽ ấn vào đó để trò chuyện với mình và để lại câu chuyện cho mình các bạn nhá. Cách thứ hai là các bạn cũng có thể vào cái trang fanpage, cái trang Facebook fanpage mà mình có để ở phần mô tả của mỗi video, hoặc các bạn lên Facebook các bạn ghi Toàn Nguyễn thì sẽ tìm kiếm thì sẽ ra cái trang của mình nhá. Thì các bạn sẽ vào đó để lại tin nhắn và câu chuyện của các bạn cho mình. Hàng tuần thì sẽ có những cái câu chuyện may mắn được lựa chọn để tư vấn miễn phí trên các video này. Thế nhưng mà nếu như các bạn muốn được tư vấn trực tiếp thì sẽ có hai hình thức là tư vấn qua tin nhắn hoặc là tư vấn qua cuộc gọi, thì sẽ là những cái hình thức tư vấn có phí. Thì các bạn cũng sẽ lên cái trang fanpage hoặc là cái trang web của mình để liên hệ với mình và đặt lịch các bạn nhé. Ngoài ra thì mình còn có làm những cái khóa học riêng, là bao gồm những cái video rất là đặc biệt chưa từng đăng trên YouTube hay các trang mạng xã hội. Những cái khóa học để dựng cho bạn những cái kiến thức để các bạn có thể tự tin trên cái hành trình chinh phục hạnh phúc của mình, có được tình yêu và hạnh phúc mà các bạn từng mơ ước các bạn nhé. Để tham gia vào những khóa học này thì các bạn cũng đừng quên vào trang toanguyenhanhphuc.vn. Trang đó sẽ có tất cả các khóa học mà mình đã làm, bao gồm là những cái khóa học để tán tỉnh này, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc này, để có thể khiến cho người ấy không thể rời xa các bạn được này, và bao gồm những cái khóa học để khiến họ sẽ lắng nghe các bạn và làm theo những cái điều bạn muốn. Nói chung tất cả những cái điều mà bạn cần có sẽ là những cái kiến thức nó sẽ chuyên sâu hơn, nó sẽ đặc biệt hơn so với những cái video mà mình đã từng đăng trên YouTube hay trang mạng xã hội cho các bạn. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ những cái khóa học này để có một cái kiến thức tập trung nhất để mình có thể sẵn sàng chinh phục hành trình hạnh phúc của mình các bạn nhé.